Yeah, yeah. Oh, so you took the other part, helicopter parts, and put it here? Yeah. So the other one, I had to like total loss it. Uh-huh. So I ordered... Wait. You should order a new kit. No, actually, it cost like $600. Or two. Để tôi cầm radio tôi đi nghe cái đường quay châu được không? Tao tưởng tôi bay. Châu bay nha. Good job. Boy, you got it, boy. Woo! What happened? Đủ quá, cái mà mấy cái chân. Đi quay đi, cái chó nó đang ỉa. What happened? What happened? Cái này bay thường thôi. Rắn bò. What happened? Đủ quá, chuẩn bị chạy anh em. Trời ơi, đủ. Quá đẹp. Làm hoài đi, đừng có ngừng. Đù, quá đẹp. Chơi luôn. Quá đẹp. Đù. Trời là quê. Tưởng bị đồ quá. Thắng nghe rồi chứ. Tưởng bị kẹt tay. Lôi. Còn cao. Quá đẹp. Đùng tiếng dữ ha. Ấm ha. Thế là đừng chóc dập đi. Thôi đi đồ á, banh ta lâm. Ghê quá, đủ máy ghê quá. Trời ơi, đủ máy ghê quá. Ghê quá. Chết. Trời ơi. Quá đẹp. Ghê quá đẹp. Còn cao. Mấy gì chưa, thôi đi. Đồ mới chạy đâu hết rồi. Chạy cầm xe. Chạy luôn. Ủa ơi, đang trong cầm xe. Còn Nguyên. Đừng có quay cả như trốn sau lưng quay. Quay chắc một cái. Chắc đồ nó trốn đâu. Đồ. Đồ quá là gì vậy? Chắc đẹp. Chạy luôn. Quá đẹp. Còn Nguyên. Quá đẹp. Nó chạy trốn hết rồi anh Châu ơi. Chết. Chết. Trả xuống luôn. Chết. Trời ơi. Trời ơi. Trả luôn. Quá đẹp. Trời ơi. Đồ mới chạy đâu hả? À? Chạy đâu vậy? Quá đẹp! Trời ơi! Con! Quá luôn! Chết! Con Nguyên! Con! Chết! Chạy luôn! Chết! Con! Hết bên rồi, xuống đi.